Tiến sĩ Đoàn Hương lôi Hứa Hẹn Niê vào cuộc chiến ý nhi, khôn như Hứa Hẹn, biết yếu kém nên không nói bừa bãi. Sau những lời chỉ trích nặng nề dành cho hậu ý nhi, tiến sĩ Đoàn Hương chưa dừng lại mà thay vào đó, cô tiếp tục mang Hứa Hẹn Niê ra làm ví dụ để đánh giá tân hoa hậu thế giới Việt Nam 2023. Có lẽ những câu chuyện xoay quanh về phát ngôn của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn chưa hết hot và vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, tiến sĩ Đoàn Hương đã một lần nữa gây bão, thu hút sự quan tâm của dư luận khi mang Hoa hậu Hoàn Vũ Hứa Hẹn Niê ra làm ví dụ để đánh giá sự yếu kém, kênh kiệu và ảo tưởng của Hoa hậu Ý Nhi. Theo đó, tiến sĩ Đoàn Hương cho biết, khôn ngoan như Hứa Hẹn Niê, biết mình giao tiếp kém nên chẳng bao giờ dám phát ngôn bừa bãi, nên cô ấy ai cũng yêu mến. Quan trọng là cô ấy giản dị từ tâm, chứ Ý Nhi là bản thân kênh kiệu, ảo tưởng nên mới sinh ra những phát ngôn ngớ ngẩn. Với những phát ngôn của tiến sĩ khoa học Đoàn Hương đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì song song đó là những ý kiến cho rằng phải chăng vị tiến sĩ này đang gây chú ý, ké phêm. Tôi thấy Hoa hậu Ý Nhi không biết lựa lời nên chúng ghét, còn bà tiến sĩ gì đó cũng tào lao lắm, không ưa bà này đó giờ. Mình đơn giản là không thích Ý Nhi và thấy nhà văn Nguyễn Quang Thiểu nhận xét là thấy hợp lý nhất là cháu nó chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Ngày xưa cũng thích bà Đoàn Hương mà sau này thấy tiến sĩ hay phát biểu khó nghe quá, tiến sĩ văn học mà ngôn từ chả văn tí nào. Hay thấy người ta không phát ngôn gì gây sốc thì lại bảo người ta giao tiếp kém, vãi cả tiến sĩ, phát ngôn chán thế. Một số cư dân mạng để lại quan điểm của tiến sĩ Đoàn Hương trong việc so sánh Hứa Hẹn Niê và Ý Nhi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà vị tiến sĩ khoa học Đoàn Hương này có những lời lẽ phê phán gay gắt những phát ngôn của Ý Nhi. Trước đó, trong chương trình Bàn tròn của VTV Now, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương phê phán gay gắt những phát ngôn được dư luận cho là có phần ngạo mạn, ảo tưởng của Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi. Cô nàng đã khẳng định trong lời phát biểu rằng hoa hậu cần phải có hoàn mỹ về mặt hình thức và cần có một trí tuệ sâu sắc, nhưng cô dám so sánh mình với Hàn Mặc Tử, cả Vũ Quang Trung thì phải nói là một tư duy rất nông nổi, thiếu kiến thức. Vị tiến sĩ khoa học bày tỏ quan điểm. Nhắc lại chi tiết, Ý Nhi thản nhiên nhận, em, Hàn Mặc Tử rồi mới tới Vua Quang Trung. Bà Đoàn Hương cho rằng đây không phải ngạo mạn mà là sự ảo tưởng vì không ai dám sánh mình với Vua Quang Trung. Cũng theo tiến sĩ Đoàn Hương, danh vị Hoa hậu chỉ là một sự khẳng định về sắc đẹp, còn trí tuệ như cô, Huỳnh Trần Ý Nhi, mơ ước thì không có. Sắc đẹp không phải là tất cả, bây giờ người ta sống bằng tài năng, Hoa hậu cần phải có tài năng. Một người đàn bà đẹp mà không có tài năng thì khác gì một bông hồng không có hương. Hoa hồng không có hương, chỉ là hoa bèo thôi, hoa bèo cắm vào lộc, lộc bình cao quý làm gì. Cho nên nếu các nàng hậu không cẩn thận thì các nàng không phải là những đóa hoa hồng tỏa hương mà là hoa bèo nấu cám lợn. Tiến sĩ Đoàn Hương gay gắt, ngay cả việc đi từ thiện, thăm người bệnh với trang phục không phù hợp, tư thế không đúng đắn đã mang lại cho người nhìn những ám ảnh và gây cho người thăm hỏi nỗi sợ hãi, lố lăng như một trò hề. Điều đó không chỉ thể hiện con người thiếu kiến thức và phong văn hóa cũng đang có vấn đề, bà Đoàn Hương nói thêm. Bất chấp việc bị cho là mang góc nhìn định kiến về giới sắc đẹp, những phát ngôn của tiến sĩ Đoàn Hương phần nào cho thấy những mặt trái của chiếc vương miện, đồng thời chê trách những người tổ chức vẫn đang khẳng định quan điểm càng nhiều hoa hậu càng tốt. Tiến sĩ Đoàn Hương từng có thời gian sống, học tập, tu luyện và làm luận án tiến sĩ khoa học tại Liên Xô, sau đó bà đi giảng dạy tại nhiều nước. Theo một số nguồn thông tin thì bà từng là giảng viên tại khoa Ngữ văn và khoa Báo chí truyền thông, nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.